Hoàng, Hoàng, cái phân thi của Tảo Hỏa thế nào ạ? Vừa rồi chúng ta được chứng kiến một phần thi hết sức thú vị. Dạ. Tình huống có vui đấy, cười đấy, nhưng lại làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thưa toàn thể các táo, và vừa rồi thần vào vai một người dân đi xin thủ tục hành chính, bị các cán bộ phường hành cho tới nơi tới chốn. Bây giờ thần mới hiểu thế nào là nỗi khổ của người dân. Thần xin hứa, thời gian làm việc còn lại của thần, thần sẽ phục vụ thiên đình hết mình, thần sẽ phục vụ nhân dân hết mình. Thần xin hết lời tại đây. Các táo ạ, thông qua buổi chầu, ta muốn chọn một người trợ lý để thay ta giám sát các công việc của các táo ở dưới hạ giới. Nhưng ta thấy người xứng đáng hơn ai hết lại chính là người dân. Tất cả chúng ta đang vì nhân dân mà phụng sự. Những gì hợp lòng dân thì ta làm, trái với lòng dân ta không làm. Có một điều hiển nhiên và quan trọng mà ai cũng biết, đó là ý dân là ý trời. Các táo có đồng ý với ta không? Dạ, Ngọc Hoàng anh minh. Năm vừa qua là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với thiên đình ta, nhưng chúng ta đã vượt qua được. Sang năm mới, ta mong các táo khi đêm về sẽ được mỉm cười trong giấc ngủ, vì nghĩ rằng mình đã xây thêm được một cây cầu để cho người dân đi lại được thuận tiện. Mình đã xây thêm được một ngôi trường mới để cho con em chúng ta được học hành và sáng ra thức dậy. Ta mong các táo phải luôn tự hỏi mình rằng sẽ phải làm gì đây để cho người dân đỡ khổ. Phải bớt đi được những thủ tục rườm rà để làm phiền hà cho người dân. Phải thêm được nhiều những chính sách phù hợp và hợp lý với người dân. Phải kiên quyết đẩy lùi những tệ nạn tiêu cực, tệ nạn tham nhũng. Nếu các táo làm được như vậy, ta tin chắc rằng người dân sẽ tin, sẽ yêu và ủng hộ chúng ta. Chúng ta không sợ bất cứ một kẻ thù nào, chỉ sợ mất lòng dân. Bởi vì lòng dân là quốc bảo để xây dựng thiên đình ta trở nên vững mạnh. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lòng tôi như đang dâng, muốn hát lên lời ca bao yêu thương. Xin cảm ơn người dân luôn bên tôi, cùng nhau xây đắp bao điều. Vì dân ta quên thân, có nhân dân là ta luôn yên tâm. Mỗi khi ta gặp nguy, có cách xa dân mà nguy, phải luôn sát bên bà con, có dân còn mãi. Hát lên lời hát, xin cảm ơn người dân dành cho chúng ta một năm nhớ mãi. Thưa quý vị và các bạn, buổi chầu của các táo đã vừa khép lại với bao tâm trạng, bao mong chờ, hy vọng. Và ngoài kia, xuân đã đến rồi, khoảnh khắc thiêng liêng giao hòa đã thật gần. Chúng ta hãy gác lại tất cả để đón một mùa xuân trọn vẹn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an, may mắn. Xin chào năm mới 2015! Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tình.